Thưa quý vị, có thể nói là tiếng Anh đang ngày càng thể hiện rõ được vai trò của nó trong cuộc sống và vì thế mà các gia đình đã coi trọng hơn trong việc cho con em mình học tiếng Anh. Ngoài những trung tâm uy tín với giáo viên là người nước ngoài thì hiện nay sách tham khảo cũng là một trong những sự lựa chọn rất là tốt dành cho các gia đình muốn nâng cao vốn tiếng Anh cho con em mình. Tuy nhiên hiện nay thì trên thị trường xuất hiện khá là nhiều những cái đầu sách tham khảo khác nhau và khiến cho các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh thì đều lúng túng trong việc phải chọn lựa. Và cùng với đó thì những em mà không có điều kiện để học tập tại các trung tâm ngoại ngữ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc luyện phát âm. Và Big Four, bộ sách tự kiểm tra 4 kỹ năng nghe nói đọc viết do Megabook đã vừa xuất bản với phần phát âm của giáo viên bản ngữ được tích hợp bằng công nghệ Quest QR. Sẽ giúp cho học sinh nâng khả năng nghe với phần phát âm của giáo viên bản ngữ trên chiếc điện thoại smartphone của chính mình. Theo chị Hoàng Thị Ngọc Tú, một giáo viên với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường song ngữ, thì việc học tiếng Anh không phải là quá khó nếu biết phương pháp và chọn được sách phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải tất cả các em học sinh cũng như phụ huynh đều hiểu được điều này. Các bạn đang học bộ sách của Bộ Giáo dục chẳng hạn, thì chúng ta hãy tìm những cái bộ sách, ví dụ như nó là bộ luyện đề chẳng hạn, mà người ta sẽ phải bám sát vào cái chương trình của Bộ sách Giáo dục đưa ra. Và với những cái kiến thức ở trong đó cũng có từ mới, cấu trúc mà Bộ Giáo dục đã đưa ra rồi, các bạn ấy đã nắm rất là vững rồi. Thì với bộ đề, ví dụ kiểm tra chẳng hạn, nó sẽ giúp các bạn ấy củng cố được lại toàn bộ những cái nội dung đó. Cũng theo chị Tú, tiếng Anh thí điểm là một chương trình hay, nhiều tính ứng dụng thực tế. Nhưng làm sao để thích nghi với phương pháp học mới, đáp ứng được những mục tiêu đề ra là một câu hỏi lớn khi mà đổi mới về phương pháp, khác biệt về giáo trình, nhưng lại được giảng dạy trong điều kiện vật chất như cũ thì sẽ không hiệu quả. Do đó, những cuốn sách tham khảo được biên soạn bám sát chương trình thực tế, cách trình bày đơn giản, dễ hiểu, lại được tích hợp thêm công nghệ quét QR code sẽ giúp học sinh không những nắm chắc ngữ pháp, từ vựng mà còn tăng khả năng nghe nói cho các em. Bộ đề này bao gồm rất là nhiều tất cả các kỹ năng. Các bạn có thể thấy ở trong cuốn sách này có đầy đủ tất cả các kỹ năng, bắt đầu từ hướng dẫn cho học sinh cách phát âm này, phần từ vựng, phần ngữ pháp, cũng như là có những cái bài mà giúp học sinh có thể luyện được kỹ năng nghe, kỹ năng nói. Kỹ năng nghe và kỹ năng nói là một kỹ năng rất là yếu của các bạn học sinh Việt Nam. Thì ở trong cuốn sách này đã có những cái dạng đề riêng dành cho các kỹ năng nghe và các kỹ năng nói. Thì việc đó rất là tốt, bởi vì với cái nguồn tài liệu bây giờ trên thị trường ấy, phần cái kỹ năng nghe và phần kỹ năng nói này thiếu thốn rất là nhiều. Và bộ Big Four này thực sự là làm tôi cảm thấy rất là hài lòng. Các con có thể tự luyện và ở nhà với những cái file nghe mà không cần phải nghe bằng đĩa. Có hai phương pháp để các con nghe, đấy là các con có thể quét cái QR code này đấy, bằng cái tích hợp công cụ smartphone. Để cả khi mà các con bật bài nào các con nghe đi nghe lại mà không cần phải tua đĩa. Đấy, vì nhiều bây giờ sử dụng cái này thì các con nghe đi nghe lại nhiều lần mà các con không cần phải tua. Ngoài ra nếu như các con có thể cần tải về máy thì các con tích hợp cái mã cào này. Ngoài kiến thức hoàn toàn bám sát với sách giáo khoa thí điểm, theo sát từ hệ thống ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng cho đến các chủ đề, chủ điểm mà học sinh được học trên lớp, Big Four còn khéo léo lồng ghép các tình huống ứng dụng giao tiếp thực tế. Những bài tập dạng này sẽ giúp học sinh có cơ hội được vận dụng kiến thức vừa học vào đời sống thường ngày, qua đó tiếp hứng thú cũng như tăng khả năng ghi nhớ cho các em. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh không cần quá giỏi tiếng Anh cũng có thể tự kèm cặp và giải đáp những thắc mắc trong việc học của con em mình.